Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có buổi làm việc với Bộ Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao 8 tháng năm 2024, những khó khăn vướng mắc và giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, ngành công thương phải đối mặt với hàng loạt các khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngành vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, giữ được cân bằng và đóng góp tích cực đối với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bộ trưởng kiến nghị chính phủ quan tâm tháo gỡ khó khăn cho động sản xuất công nghiệp, thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để từ đó ngành công thương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Bộ trong lĩnh vực thương mại, kể cả trong điều kiện bão lụt đã đảm bảo thị trường hàng hóa thông suốt, thúc đẩy tăng trưởng thương mại trong nước, nhất là cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bộ đã kết hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan mở rộng mạng lưới hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới đánh giá cao việc triển khai thương mại điện tử, công tác chuyển đổi số, kinh tế số. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương thực hiện 3 nội dung, đó là xây dựng quy chế, quy định, nghị định để thúc đẩy, khuyến khích phát triển ngành điện, trước mắt là các dự án năng lượng tái tạo, tiếp tục tập trung triển khai các quy hoạch quốc gia, quy hoạch điện 8, triển khai tháo gỡ dự án đang tồn động, trong đó có các dự án điện, khí, hợp tác, khai thác dầu khí và tăng cường hợp tác quốc tế với dự án đầu tư ra nước ngoài, tận dụng, khai thác tốt các FTA đã ký, đồng thời tiếp tục đàm phán, ký kết các FTA mới.